xin chào mọi người đã quay trở lại với S Channel và đây là Hit Hà Drama. Vũ trụ TikTok những ngày qua đã chứng kiến những drama nổi cồn cồn với những trận beef cực căng. Và vụ việc hot nhất ngày hôm nay chính là màn tranh cãi nảy lửa giữa hai TikToker. Đó chính là Long Jun và cô gái có râu. Vậy câu chuyện này bắt nguồn từ đâu và thật hư là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nha. Hai nhân vật chính trong trận chiến này chính là hai TikToker có lượng follow lớn. Long Jun là một TikToker hài hước và có nhiều clip ấn tượng trên nền tảng này. Hiện tại thì TikToker sinh năm 1994 đang sở hữu 5 triệu follow. Bên cạnh đó, người đã khai màu drama lần này chính là TikToker cô gái có râu, chuyên thực hiện các video với nội dung mà TikToker này cho rằng là nhằm mục đích hướng tới một showbiz Việt sạch đẹp, công bằng. Vậy thì drama này bắt nguồn từ đâu? Chúng ta hãy cùng nhau lội ngược dòng thời gian để tìm hiểu nha. Chuyện kể rằng vào khoảng đầu tháng 2 năm 2022, chính miệng Long Jun đã tiết lộ về khoản thu nhập khủng khiến ai cũng trầm trồ. Tháng ít thì kiếm vài trăm triệu, tháng cao điểm thì là gần 1 tỷ. Ngay sau đó, tài khoản cô gái có râu đã đăng tải một video bóc giá quảng cáo của Long Jun và cho rằng thu nhập lên đến 1 tỷ là xạo. Thậm chí anh còn cho rằng TikToker nên khoe mình đi làm từ thiện bao nhiêu tiền hơn là khoe thu nhập để đánh bóng tên tuổi. Cô gái có râu còn đăng cả bằng chứng về một video quảng cáo của Long Jun trị giá 25 triệu đồng. Dựa trên dữ liệu là Long Jun có 19 video quảng cáo trong tháng 12, TikToker này khẳng định rằng một tháng cao điểm Long Jun chỉ có thể kiếm được từ 300 đến 500 triệu, chứ con số nó không được như Long Jun nói đâu. Phía bên dưới phần bình luận thì nhiều người cũng đã lên tiếng về hành động tiết lộ công khai giá tiền bút quảng cáo của người khác khi chưa được cho phép là một hành động bất lịch sự. Ngay cả Long Jun cũng đã bình luận bên dưới, cứ nhất thiết phải làm nội dung kiểu vậy ạ. Còn nhiều thứ để làm mà. Long có nói mình đăng giá quảng cáo của bạn lên là mình bất lịch sự, mình chấp nhận, nhưng không có bằng chứng nói ai tin. Cô gái có râu đã đụng thì Long Jun phải đành chạm. Sự việc không hề dừng lại ở đây. Tối hôm qua, Long Jun đã chính thức livestream để bóc trần trụi cô gái có râu. Cụ thể thì Long Jun cho biết bản thân anh chàng dùng chính sức ảnh hưởng của mình để nhận quảng cáo thì không có gì phải sợ. Ít nhất là anh chàng không bịa chuyện để lừa người khác. Chuyện bên lề na ná được lấy ra làm ví dụ điển hình chính là clip đi trải nghiệm một spa của cô gái có râu. Trong clip thì cô gái có râu kể là 5-6 năm rồi mới quay lại để lấy mụn nên là hơi run và tranh thủ review spa này luôn. Long Jun khẳng định đây là một clip quảng cáo nhân bịa ra một câu chuyện không hề giả trân, bởi lẽ chính spa đó cũng từng book Long Jun. Điêu, nói dối điêu tai làm gì? Để người ta tin rằng mình review chân thật, ai nói mất lòng mặc kệ, ra sức đi chửi quán này quán nọ, ra sức đi chê đi miệt thị rồi cuối cùng cũng đi ngậm tiền review, mà review dối lòng, review bịa ra một câu chuyện để lấy lòng tin. Ngoài ra thì Long Jun còn công khai giá cát xê của cô gái có râu là 4 triệu cho một clip, con số này được chính nhãn hàng nói cho Long Jun, chứ anh không cần lập email clone để đi khảo giá. Ở một diễn biến khác, sau khi bị comment cực căng trên live của Long Jun, thì cô gái có râu lại cho đăng tải một clip muốn dừng drama này tại đây và không quên trách hành động khoe tiền thu nhập của Long Jun là làm gương không tốt cho giới trẻ, nhưng lại không hề đề cập gì về vấn đề thu nhập 1 tỷ của Long Jun là có thật hay không. Drama này dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và vẫn đang tiếp tục nhận được vô số bình luận của cư dân mạng. Bên dưới bài viết của Long Jun thì rất nhiều hot TikToker đã vào bên vực anh và lên án hành động và phát ngôn của cô gái có râu. Đụng thì chạm thôi, đừng trách ai. Chuẩn luôn anh ạ, những người quá tiêu cực mỗi khi nhìn vào một vấn đề thì chỉ luôn nhìn thấy mặt tiêu cực thôi. Riêng ở bài đăng bóc phốt thu nhập của cô gái có râu cũng đã nhận được nhiều quan tâm và cả ý kiến trái chiều. Fan của Long Jun bu vô đây, cho cô lên xu hướng nào. Được cái nghiệp đứng đầu đó. Anh Long ơi, nó ngang ngược chưa nè. Và cộng đồng mạng cũng đang rần rần hơn bao giờ hết khi mà Long Jun đã livestream và xin cái hẹn với cô gái có râu. Không biết là khi hai người họ gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn là rất nhiều người hóng nôn nè. Và trên đây là toàn cảnh drama cực căng giữa hai hot TikToker Long Jun và cô gái có râu. Không biết là các bạn nghĩ sao về sự việc trên thì đừng quên để lại comment bên dưới cho tụi mình biết ngay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Nhớ like, share và subscribe channel nhé.